Phủ màu ảnh, tạo poster một cách nhanh chóng và dễ dàng trong Photoshop. Cùng làm theo mình nhé. Đầu tiên, nhân đôi lớp background với phím tắt Ctrl J. Vào Filter, Filter Gallery. Mở nhóm Aesthetic và chọn Poster Edges. Thiết lập các thông số giống mình. Và OK. Vào Window, Channels. Trong kênh Green, bạn giữ Ctrl và nhấn vào kênh này để lấy tất cả vùng chọn trong kênh. Quay lại mục Layers, nhấn vào biểu tượng sau để tạo một lớp mới. Phần màu Foreground, bạn hãy chọn màu mà bạn muốn làm chủ đề cho bức ảnh. Mình sẽ lấy màu vàng hơi cam này. Kế tiếp, để bôi màu này lên vùng chọn, hãy nhấn nút Alt Delete. Đổi Blend Mode sang Color Burn. Qua mục Channels, chọn kênh Red, nhân đôi kênh này bằng cách nhấn và kéo kênh này vào biểu tượng ở bên dưới. Vào Filter, Pixelate, Color Halftone, mục Max Radius 13 pixel. OK. Kế tiếp, lấy vùng chọn của kênh Red Copy, nhấn và kéo kênh này vào biểu tượng vòng tròn. Sau đó, nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift E để đảo ngược vùng chọn. Mở lại các kênh, quay về mục Layers, tạo một lớp mới và đổ màu lên. Lên vùng chọn với phím tắt Ctrl Delete, đổi Plane Mode sang Sharp Light. Dùng công cụ Eraser, Opacity 100%, bôi vào những khu vực bạn muốn bỏ phần hiệu ứng như vùng môi và vùng mắt. Vậy là xong, chỉ cần nhóm các lớp lại để thấy trước và sau khi thêm hiệu ứng. Chúc các bạn thành công. Bên mình còn có nhiều thủ thuật, mẹo hay và tài nguyên về Photoshop. Bạn có thể truy cập vào kênh YouTube bên mình nằm ở mục hồ sơ. Cảm ơn các bạn.